Phụ nữ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 luôn luôn được mọi người kính trọng vì tính cách hiền lương, thục đức. Với những phẩm chất đáng quý này, liệu rằng bản mệnh có đạt được thành công trong sự nghiệp tài lộc vào năm 2022? Hạnh phúc gia đình và sức khỏe có bị ảnh hưởng ra sao bởi sao Mộc Đức và hạn Tam Kheo? Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi video chi tiết ngay sau đây của Phong Thủy Gia Cát. Tử vi tuổi Đinh Dậu năm 2022, nữ mạng sinh năm 1957, tuổi âm lịch 66 tuổi, sao chiếu mệnh Mộc Đức Cát Tinh, mệnh Sơn Hạ Hỏa, Hỏa khắc Kim không tốt, địa chi tuổi, tuổi Dậu với tuổi Dần, Bình Hòa, thiên can tuổi, Đinh gặp năm nhâm, tương khắc không tốt. Phụ nữ Đinh Dậu sinh năm 1957 luôn được mọi người kính trọng vì tính cách hiền lương, thục đức. Với những phẩm chất đáng quý này, liệu bản mệnh có đạt được thành công trong sự nghiệp tài lộc vào năm 2022? Hạnh phúc gia đình và sức khỏe có bị ảnh hưởng khi sao Mộc Đức và hạn Tam Kheo chiếu đến hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video chi tiết ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Dậu năm 2022, nữ mạng. Những người sinh năm 1957 cầm tinh con gà thuộc tuổi Đinh Dậu, độc lập chi kê, có nghĩa là gà độc thân. Sơn hạ hỏa, tức lửa dưới núi, chính là ngũ hành đạp âm, bản mệnh của người này. Xét theo phong thủy bát trạch, nữ mệnh Đinh Dậu thuộc phi, cung cấn, tây tứ mệnh. Bước sang năm 2022, những người phụ nữ này tròn 66 tuổi, tính cả tuổi mụ. Nếu tính trong âm lịch, năm 2022 ứng với năm nhâm dần, có kết nạp âm là kim bạch kim, vàng pha bạc. Mối quan hệ giữa thiên can địa chi và kết nạp âm của năm mệnh chủ với năm nhâm dần càng hòa hợp thì thời vận trong năm càng hanh thông thuận lợi. Xét theo quy tắc ngũ hành, hỏa sẽ khắc kim nên kết nạp âm của Đinh Dậu không hợp với nhâm dần. Bên cạnh đó, thủy hỏa xung khắc cho nên can canh thuộc hỏa gặp can nhâm thuộc thủy sẽ kém cát lành. Cuối cùng là xét về địa chi, tuổi Dậu nằm trong mối quan hệ bình hòa với tuổi Dần, sự tương thích ở mức trung bình. Xét về tổng quan, vận khí của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, nữ mệnh lên xuống khá thất thường trong năm mới 2022. Nhưng bản mệnh đã trải qua nhiều năm thăng trầm, đạt được những thành quả nhất định, nên những thử thách trong năm này không là vấn đề gì. Tinh thần lạc quan, sự tự tin sẽ giúp cho bản mệnh làm chủ công việc, cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, để tăng cường may mắn và tài lộc, năm 2022 nhâm dần, những gia chủ tuổi Đinh Dậu hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí chuyên để nghênh đón và hóa giải hạn thái tuế của năm. Mang theo kim bài bên mình để được thái tuế tương trợ giúp cho vận trình năm được may mắn, hanh thông và thuận lợi. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Đinh Dậu trên các phương diện. Sau đây là những luận giải chi tiết vận trình số mệnh của người nữ Đinh Dậu trong năm 2022 trên các phương diện sự nghiệp, gia đình, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp. Con đường sự nghiệp của Đinh Dậu nữ mệnh trong năm 2022 đầy rẫy khó khăn nhưng cũng không hiếm trái ngọt. Để nắm bắt được cơ hội thành công, bản mệnh có thể sẽ phải hy sinh công đức và thời gian nhiều hơn những năm trước. Mọi sự cố gắng đều được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Phụ nữ tuổi Đinh Dậu có thể triển khai những dự định lớn trong công việc vào năm nhâm dần. Tuy rằng thời gian đầu sẽ có đôi chút vấn đề vất vả, nhưng dần dần mọi chuyện sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió, mang đến nhiều kết quả tốt đẹp. Nhờ có sự cần cù, nhẫn nại khó ai sánh bằng, bản mệnh có thể vượt qua mọi sóng gió mà không bao giờ chùn bước. Tính cách có phần hơi kiêu ngạo là yếu điểm lớn nhất của những người nữ tuổi Đinh Dậu. Điều này vô tình khiến cho mối quan hệ của họ với mọi người xung quanh không mấy chân thành. Nếu khắc phục được nhược điểm này thì công việc càng thêm thuận lợi. Tình duyên, phụ nữ tuổi Đinh Dậu sẽ được hưởng những phút giây đoàn viên hạnh phúc bên những người thân trong gia đình trong năm mới 2022. Tuy rằng đôi khi vợ chồng vẫn có mâu thuẫn xảy ra, nhưng chỉ cần nhường nhịn thì mọi đều có thể trôi qua êm đẹp. Sau khi giải quyết được hiểu lầm, tình cảm vợ chồng càng trở nên thủy chung, son sắc. Những bà chủ gia đình tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 cực kỳ đảm đang, tháo vát. Họ luôn chăm lo tận tình cho chồng con từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Nhờ có khả năng thu vén chu toàn mọi việc trong nhà, cuộc sống gia đình lúc nào cũng yên vui, hòa thuận. Tài lộc, nhờ vượng khí của sao chiếu mệnh mà tài vận của người phụ nữ Đinh Dậu vô cùng khởi sắc. Trong năm 2022, sự nghiệp ổn định mang đến nguồn thu nhập như ý, nên bản mệnh không bao giờ lo lắng về vấn đề túng thiếu tiền bạc. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư cũng tạo ra thuận lợi dồi dào, khiến cho cuộc sống càng thêm sung túc, hưng thịnh. Phụ nữ tuổi Đinh Dậu có tài quản lý tài chính chặt chẽ.
nên họ sẽ tiêu dùng một cách thông minh chứ tuyệt đối không vung tay quá chán. Họ dành riêng cho bản thân một khoản tiền tiết kiệm để sử dụng trong những trường hợp nguy cấp. Chính vì thế, họ luôn giữ được tâm thái bình tĩnh, chủ động trong mọi tình huống. Để tăng cường tài lộc và sự nghiệp trong năm 2022 Nhâm Dần, các bậc thầy phong thủy khuyên gia chủ Đinh Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật mang theo bên mình để được thần Phật tương trợ che chở, giúp cho con đường tài lộc và công danh sự nghiệp hành thông thuận lợi, sức khỏe. Tuổi tác cao khiến cho phụ nữ tuổi Đinh Dậu có thể phải lo nghĩ nhiều về vấn đề sức khỏe trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Việc lao động quá sức khiến cho đầu óc thiếu tỉnh táo, thể trạng dễ suy kiệt, vậy nên bản mệnh cần phải nghỉ dưỡng sức nhiều hơn để lấy lại cân bằng cuộc sống. Tâm trạng của nữ mệnh Đinh Dậu sinh năm 1957 dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều suy tính do cuộc sống và sự nghiệp. Những bữa cơm đầm ấm hoặc chuyến đi du lịch cùng với gia đình sẽ là phương pháp giúp họ thư giãn tinh thần, nâng cao năng lượng tích cực. Xem sao hạn của tuổi Đinh Dậu nữ mạng trong năm 2022. Để tìm hiểu về sao chiếu mệnh và niên hạn của tuổi Đinh Dậu nữ mệnh trong năm 2022, xin mời các bạn cùng theo dõi những thông tin chi tiết ngay sau đây. Sao chiếu mệnh trong cửu diệu niên hạn, sao Mộc Đức còn được coi là cát tinh mang đến vượng khí cho cả nam giới và nữ giới. Trong năm 2022, phụ nữ Đinh Dậu sinh năm 1957 được sao Mộc Đức chiếu mệnh nên gặp nhiều điều cát lành trong cuộc sống, đặc biệt là về tài lộc sự nghiệp. Họ có duyên được quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi khi mà rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Con đường tài lộc của tuổi Đinh Dậu nữ mệnh cũng trở nên tươi sáng nhờ vào sao Mộc Đức. Bản mệnh nắm bắt được nhiều cơ hội làm ăn béo bở, tiền tài bội thu, công việc đầu tư hoặc góp vốn làm ăn với người khác cũng mang đến nhiều kết quả tốt đẹp như ý, nhờ đó mà cuộc sống ngày một hưng thịnh an khang. Hạn tuổi, người nữ Đinh Dậu sinh năm 1957 trong năm 2022 gặp hạn tam kheo. Đây là vận hạn có liên quan trực tiếp tới sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về mắt, xương khớp và tay chân. Nếu thực hiện các hoạt động mạnh, quý bà có thể sẽ cảm thấy cơ thể đau nhức, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, hạn tam kheo cũng kéo đến nhiều chuyện thị phi cho phụ nữ Đinh Dậu. Họ dễ bị người khác hiểu lầm chỉ vì một phút bốc đồng, hành động thiếu suy nghĩ. Những mâu thuẫn có thể xảy ra trong các mối quan hệ xã hội, những gia chủ tuổi Đinh Dậu hãy nhớ luôn mang theo bên mình một vòng tam hợp quý nhân để tăng cường sức khỏe, may mắn và bình an. Vòng tam hợp quý nhân được chế tác dựa trên bộ tam hợp của tuổi Dậu, mang theo vòng bên mình để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình năm được hanh thông may mắn, sức khỏe dồi dào và gia đạo bình an. Hóa giải sao hạn. Để giảm trừ những ảnh hưởng xấu của hạn tam kheo, bản mệnh cần phải tránh mang vác vật nặng và làm việc quá sức. Các căn bệnh về xương khớp hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng chế độ ăn uống khoa học kết hợp với các bài tập rèn luyện thể chất vừa sức. Trong cách ứng xử với mọi người, cần phải nhẹ nhàng khéo léo, tránh nổi giận, gây hiềm khích với bất kỳ ai. May mắn rằng, năm 2022 này, tác động của hạn tam kheo phần nào được hóa giải do sao chiếu mệnh Mộc Đức theo quan niệm dân gian. Nghi lễ nghênh cát tinh có thể tăng cường may mắn, bình an. Vậy nên người nữ Đinh Dậu sinh năm 1957 có thể thực hiện lễ nghênh sao Mộc Đức để nghênh thêm nhiều hy vọng về tương lai tốt lành. Luận tử vi tuổi Đinh Dậu năm 2022 nữ mạng theo tháng âm lịch. Theo tử vi trọn đời, cuộc sống hậu vận của phụ nữ Đinh Dậu sinh năm 1957 khá an nhàn, sung sướng. Diễn biến vận số của bản mệnh theo từng tháng trong năm 2022 như sau. Tháng 1, đề phòng chuyện hao tài tốn của, hành động cẩn trọng trong các mối quan hệ làm ăn. Tháng 2, luôn giữ thái độ dĩ hòa, vi quý, ắt tránh được chuyện khẩu thiệt thị phi với người ngoài. Tháng 3, đây là thời điểm vàng để tiến hành việc trọng đại, vạn sự hanh thông tốt lành. Tháng 4, sự nghiệp thăng hoa, vận khí về tài lộc ngày một lên cao. Tháng 5, gia đạo an ấm, yên vui, đời sống tình cảm mặn nồng, hạnh phúc. Tháng 6, công việc làm ăn ổn định, cuộc sống có nhiều điều may mắn, cát lành. Tháng 7, dễ gặp chuyện không như ý nên dành thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn. Tháng 8, đảm bảo an toàn của bản thân khi xuất hành đi xa, tránh mang theo nhiều tiền bạc bên người. Tháng 9, công danh tiền tài có nhiều tiến triển tốt đẹp, sức khỏe dồi dào. Tháng 10, bản mệnh thu được thành công như ý nguyện, hạnh phúc viên mãn. Tháng 11, tinh thần mệt mỏi, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Tháng 12, vận khí giảm sút, thành tâm hành thiện tích đức sẽ được tai qua nạn khỏi, hóa hung thành cát.
Tổng kết lại, cuộc sống của phụ nữ Đinh Dậu sinh năm 1957 vẫn có chiều hướng phát triển đi lên trong năm 2022. Tuy bản mệnh phải đối mặt với một vài vấn đề về sức khỏe, nhưng bù lại có nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp và tài lộc. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết, qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tương lai trong năm 2022 đầy hứa hẹn về tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích mà chúng tôi thông báo tới quý vị. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.